Hello mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ đến kênh. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người rút cái đồng NODL về tài khoản sàn nhé. Thì đây là một cái kèo khá là uy tín và mình đã rút thử rồi. Thì với cái kèo này thì nó sẽ không có min rút nhé. Và cái phí rút của nó rất là thấp. Thế nên là cực kỳ uy tín và ngon nhé. Rồi, thì ở đây ấy, thì để mà rút được cái NODN này về ví thì mọi người bấm chọn vào mục ví này cho mình này. Rồi thì ở đây như mọi người thấy là tổng số là mình đã có 17,5 cái đồng NODN này. Và mình đã rút thử 7 cái đồng NODN này. Đó, thì ở đây thì nó có, đó, mình đã rút nhá. Mình và cái này thì mình đã rút về cái sàn MEXC của mình. Mình thực hiện giao dịch vào lúc 22h44 ngày 14 tháng 5. Thì chỉ sau khoảng 2 đến 3 phút thì đã rút được về sàn nhé. Ở đây thì mình sẽ mở cái lịch sử trả về cái sàn MEXC của mình cho mọi người thấy này. Đó, như ở đây mình vào cái mục ví này. Rồi thì cái đồng NODN của mình đây. Đó, như mọi người thấy nhé, mình rút ở bên kia 7 đồng thì đã nhận đủ 7 đồng ở đây. Ở trong cái mục lịch sử này, thì mình đã nhận vào lúc là 22h47, tức là mất khoảng 3 phút thì nó sẽ trả về ví sàn cho mọi người. Đó, rồi ok chưa mọi người? Rồi thì bây giờ để rút được cái đồng này về sàn, thì trước tiên thì hiện nay nó đã được list ở trên 4 sàn. Đó là sàn Karen, sàn Hubi, sàn MXC và sàn Gate. Thì mọi người có thể lấy địa chỉ ở sàn nào cũng được nhé. Ở đây thì mình sẽ lấy địa chỉ ở cái sàn là MEXC. Đó, rồi. Sau khi mở cái sàn tài khoản sàn MEXC lên ấy, thì mọi người bấm vào mục ví này cho mình này. Sau đó bấm vào cái chữ nạp ở đây. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ tìm trên thanh tìm kiếm này cho mình. Mọi người nhập cái chữ LODN. Đó, mọi người bấm chọn vào đây nhé. Rồi, sau đó thì mọi người bấm chọn vào mạng này. Chọn cái mạng NODN này. Thì nó sẽ xuất hiện ra cái địa chỉ ví. Xuất hiện địa chỉ ví nhé. Mọi người bấm chọn copy. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ quay lại cái app khai thác cái đồng NODN này. Mọi người bấm vào chữ gửi này cho mình. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ dán cái địa chỉ ví vào đây. Tức là địa chỉ của cái đồng NODN đấy. Tiếp tục mọi người bấm chọn vào tiếp theo. Rồi, thì ở đây bây giờ hiện tại thì mình chỉ còn có 10 đồng thôi. Bởi vì mình đã rút 7 đồng rồi nhé. Mình sẽ nhập 10 này. Rồi, thì cái phí giao dịch của nó là hết khoảng 0,0017 cái đồng NODN này. Rất là ít nhé. Bấm chọn tiếp theo để cho mình. Rồi, ok. Mọi người sẽ bấm chọn gửi này. Đó, như vậy nó đã xuất hiện đã gửi nhé. Và ở đây thì nó sẽ hiện lên cái lịch sử là đang chờ giải quyết. Thì mọi người sẽ chờ trong vòng từ 1 cho đến 3 phút nhé. Có khi là không đến đâu. Thì mọi người sẽ nhận được cái token này về ví sàn. Đó, rất là đơn giản. Thì đây là một cái kèo cực kỳ uy tín và chất lượng nhé. Thì nếu mà muốn tăng được cái tốc độ khai thác, thì mọi người có thể mua cái đồng NODN này ở trên các sàn. Sau đó thì mọi người sẽ mua cái NFT này, mọi người sẽ min cái NFT này thì nó sẽ tăng tốc độ nhé. Và một cái điều đặc biệt nữa, ở đây mình nói thêm, thì cái việc min cái NFT này là mình không khuyến khích mọi người nạp tiền từ sàn vào đây nhé. Bởi vì dự án thì nó cũng là dự án free thôi, nhưng mà cũng không biết bao giờ là nó scam hay như thế nào cả. Còn ai thích thì cứ nạp nhé, cái này là mình không khuyến khích. Rồi, thì bây giờ quay trở lại này. Khi mọi người khai thác ấy, thì ở đây nó yêu cầu bắt buộc mọi người phải bật cái Bluetooth. Từ đó thì mọi người thấy những cái nhảy nhảy này không? Đó, những cái nhảy nhảy. Nếu mà xung quanh mọi người ấy, có nhiều thiết bị Bluetooth cùng xuất hiện ở đây thì cái tốc độ khai thác nó sẽ nhanh lên nhé. Càng nhiều thì nó sẽ càng nhanh. Đấy, đây là cái này rất là ok. Đó. Thế thôi, thì cái nhiệm vụ này nó rất là đơn giản. Thì mọi người sẽ chờ nó giải quyết để rút về sàn cho mình nhé. Thì sẽ mất đâu đó khoảng 2 đến 3 phút thì mọi người sẽ nhận được cái này về ví sàn.
Rồi, ok mọi người, như vậy thì nó đã báo là chuyển thành công nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ quay về cái sàn MXC để kiểm tra này. Rồi thì hiện nay sàn MXC là vẫn là cái 7 đồng của mình nhá. Có thể kiểm tra trong cái mục lịch sử. Rồi, ở đây thì mọi người bấm vào mục lịch sử này. Đó, thì 10 cái đồng NUDN này nó đã chuyển về cái ví của cái MXC này nhé, và bây giờ chờ nó xác nhận thôi, chờ bên sàn MXC xác nhận là xong. Thì cái thời gian gửi đâu đó nó chỉ mất khoảng 1 đến 2 phút thôi, chưa đến 3 phút đâu. Đó thì ở bên này bên MXC đang xác nhận nhé, tức là bên lịch sử đã xác nhận là bên MXC nhận rồi. Đó bây giờ chỉ việc chờ và nó cộng vào số dư tài khoản thôi. Đó thì theo mình đây là một cái kèo cực kỳ chất lượng nhé, mọi người đừng có bỏ qua với những kèo free như thế này. Và đồng thời nếu mà mọi người giới thiệu được càng nhiều người thì cái tốc độ khai thác của mọi người hàng ngày càng nhanh nhé. Thì hiện nay mặc dù cái đồng NUDN này thì giá nó chưa được cao lắm, nhưng biết đâu đấy sau này thì khi mà chúng ta tham gia vào những cái dự án này này, đó thì nó sẽ thúc đẩy cái cộng đồng của cái đồng này lên, thì cái giá này có thể nó sẽ được đẩy cao lên. Và hy vọng thì nó sẽ được đẩy cao lên rất là nhiều lần so với khi chúng ta đang làm cái dự án này. Rồi, ok mọi người. Như vậy thì mình đã hướng dẫn xong mọi người cái cách để rút cái đồng đó. Đây, mọi người thấy này, đã về nhá. Số dư cộng tổng là 17 cái đồng NUDN này, đã được rút về ví thành công nhá. Rồi, và mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Những ai chưa đăng ký, hãy đăng ký ngay cho mình trước khi xem được video này nhé, và hoàn toàn miễn phí, đừng bỏ qua nhé. Ok, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.